bây giờ mình đã vào luôn cả cái nhiệm vụ tiếp theo rồi. What the fuck? Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và không nói nhiều nữa, mình sẽ vô nhiệm vụ. Mình thật chất là mình đang vô nhiệm vụ luôn rồi. Và cùng với hai người đồng đội cũ tập trước đã giúp mình rất là nhiều trong nhiệm vụ vừa rồi. Và lần này chúng ta sẽ tấn công cái đám này để chúng ta làm cái nhiệm vụ. Tôi không rõ là gọi là cái gì nữa. Nhưng mà để coi, với sự giúp sức của hai người này mình nghĩ đi chắc cũng nhanh thôi. Cái này mình thấy cái này giống bên ngoài là gọi là cái Tech Knight á. Đây coi, nhắm cái đầu đó quá. What the fuck? Này, còn gì bắn gì ghê vậy? À, bác thanh niên đứng dưới kia bắn rác lắm luôn. Mình vẫn đang cố gắng tìm một cái súng nào đó để bắn ngon hơn, bắn đỡ hơn cây này, nhưng thực chất là mình cũng chưa tìm được cây nào cả. Và vẫn đang cố. Ok, thank you man. Và đại ca cũng đã đến. Ok, và đồng vẫn đang bắn. Và nó bắn vô này thì nó vừa bắn nó vừa được hồi máu luôn, tiện lắm luôn. Ồ, bom gì kinh dị vậy? Thế thì chúng ta nên đi xuống cái chỗ này ra. Đâu rồi? Mấy thanh niên dưới này đang đi lên. Ồ, đang đi lên kìa. Đợi nó lên chắc vậy. Wow, mấy thanh niên này chơi lửa không ha. Má, khó nhằn lắm. Ok, đi tiếp. Má, con người đi chung đỡ ghê, vui ghê. Má, đã thật. Và mình hiện tại mình cũng mới level 8 à. Game này cày cấp hơi bị khó. Max level thì mình biết là level 30. Thì vẫn đang cố một ngày nào đó lên được level 30. Thì trò này nó giống hệt Destiny á. Cho nên vấn đề của bạn level 30 không phải là quá khó. Chỉ vấn đề của bạn chịu khó cày không thôi. Và mình đã thấy một thanh niên mà level 1 lên level 30 trong vòng 3 ngày. Phải nói chơi rất ư là kinh dị. Đứa nào ta? Đi xuống dưới này, lộn. Đù, đã vậy. Để chở bom coi. Đó. Trời cái coi. Nổ cái đun. Má hay quá. Ồ nó bắn gì frag ghê vậy. Má hết sọ luôn kìa. Hay quá đồng đội ơi. Xong lên. Lấy đồ đi. Hunting club. Ồ lùi lại. Nó ra nữa kìa. Thôi mẹ ơi. Má chỉ có hai ông này mới dám xông lên thôi chứ mình cũng bó tay. Má hai ông ổng là gấp đôi điểm đồ mình luôn rồi, còn gì nữa. Ok xong rồi đó. Chúng ta thiết nghĩ đi bên đã lấy đồ và chúng ta đi. Cuốn gói lên và đi. Gì đây? Má xuống tới đây luôn hả? Vãi thật. Mình không biết là hai người đó đi chung có điểm kinh nghiệm nhiều hay không, nhưng đây đâu không phải là một cái nhiệm vụ dễ. Và buộc chúng ta phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi luôn á. Tại vì các bạn rõ ràng mà thấy là cái nhiệm vụ nó bảo là lần trước nó bảo là nhiệm vụ từ level 5 đến level 8 đến 89 gì đó, nhưng mà rõ ràng nó quá khó so với những level các bạn đang xin chơi. Nãy nã nhiệt tình vô. Đây, anh vẫn đang cố gắng nã nhiệt tình vô. Hên quá, có chỗ hồi máu quá đã. Nếu các bạn nào muốn hồi máu các bạn phải chịu làm khó làm nhiệm vụ mà side quest nhiều lên thì các bạn sẽ được cho cái supply medic. Thì các bạn dùng supply medic để các bạn unlock cái đồ này, cái skill đó. Ok, càng lúc càng hay nè. Mà càng vô bên trong của Manhattan quá đã. Rất là chi tiết luôn là lần khác. Mà thấy Ubisoft kỳ này làm hay, nhưng mà nó khác cái chỗ là nó cái đồ họa hồi đó nó không hay bằng hồi E3 thôi. Nhưng mà mình vẫn rất là phấn khích khi mà tựa game này ra mắt và rất đáng để chơi. Ok. Khu này chắc mình không có ai đâu nhỉ. Checkboy. Lên nào em. Lên.
các bạn coi nè. Má toàn xác chết không vậy? Má xác chết kìa. Nó cuộn lại như bò cuốn vậy. Má nhìn tục vãi. Có một thanh niên kìa. Bắn luôn nha. Hai thanh niên. Ba bốn thanh niên, đồ một đồ luôn, sáu thanh niên. Trang gì? Bắn rồi kìa. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Cái nghe nó chỗ bom vô. Nó đang bị stun một tí. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Rác thế, phải bắn một phát mình bay gần một phòng rưỡi cái máu luôn, một rưỡi cái máu luôn. Kinh thiệt. Mình còn 200 viên đạn à. Má vãi quá. Wow. Cái gì đây, cái gì đây? Xong. Thank you. Được rồi. Ok, chúng ta đi tiếp nào. Ok man, đi. Khu này chắc xong rồi. Thế ngày chúng ta nên làm xong nhiệm vụ khúc này kìa. Checkpoint tới checkpoint rồi. Hôm đây có hồi đạn gì không ta? Đây để mình hồi đạn cái đã. Hay quá, đúng lúc ghê. Cái khu này cũng ghê không kém. Chỉ cái điều đó nó có quan tài luôn á. Má có cả hẳn quan tài để cho chuông cất luôn á chứ. Nói nữa kìa. Mình bắn không ta? Má mỗi lần sway thì phải chịu khó canh cho vững. Má chứ cái này có what the fuck. Đâu ra vậy? Má cái mấy cái này cứ giật gì khó bắn vãi lần luôn á. Đây. Yeah. Lên em. Đó, chuẩn luôn. Hình như xong rồi đó. Đấy, nãy giờ chúng ta mới được nửa cây level 8 rồi đó. Đấy, vẫn đang cố gắng lên level 9 nè. Cứ mỗi lần như vậy nó tăng quá trời tăng luôn. Pick up component. What the fuck? Place component. Nhét vào đây. Nhét vô. Đù cái này hay. The cleaner kìa. Một đống luôn. Do ăn quả bom cái đại tính. Nè, ghê vậy bạn. Đù, nổ quá dữ quá đã. Rồi. Ủa chết chưa? Ý, còn. Còn một em kìa. Gục ngay. Nói chung là còn có gì đặc sắc không ta? Ok. Để hồn máu lại cho đàn tính. Má thôi còn hồi nãy còn thanh niên quá tỉnh luôn. Còn. Ông kia vẫn còn sống hay thiệt. Hay. Má dân chơi vậy ba. Ok, chúng ta nên đi tiếp cái chỗ này ra. Ok. Nhìn có vẻ ổn. Má boss ghê vãi. Wow, má mình đỡ không kịp luôn. Má quên vụ này ta. Nó đã hôn chạy lên trên lại cái đã. Giữa làng đạn ghê vậy. Không sao chúng ta gần lên trên rồi. Có ông này đây, đó, chuẩn luôn.
Nó thiết nghĩ chúng ta nên lùi lại lên trên là sẽ hay hơn là chúng ta đánh ở phía dưới. Đó, chuẩn không? Má sao mình sẽ đông cái gì? Lên em. Má mình chọn hụt luôn hả? Ghê vậy? Má thật là không ngờ. Chết rồi kìa. Ồ, level 8, level 8. Lên level 9 đi. Đang cố gắng cậy lên level 16 giống hai người này. Đó, mà chúng ta phải có đồ nữa. Làm đi làm lại. Những nhiệm vụ này khó phải luôn. Ồ. Lên đi em, lên đi em. Lên đi, lên em. Đồ. Quá đẹp. Đẹp quá đi thôi. Xong rồi kìa, mấy ông này level cao, công nhận đồ có khác thiệt. Đánh không xi nhê gì luôn. Ok, lên, ok đây. Nên là bảo xuống đây nữa hả? Hồi nãy nó chèn ra mình bị giật cho mình luôn á chứ. Mém để chết. Nó no, what the fuck. Wow, 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 wow. Hú hồn, hú hồn. Nó làm nhiều pha bất ngờ quá. Không thể ngờ tới. Ủa nó bắn mình một phát mình chưa đi luôn gần cái máu luôn á chứ. Ghê vậy. Ồ. Ê boss kìa, boss kìa. Cái này gọi là bóp lót boss nè ba. Còn thằng kia boss hay thường vậy? Thường quá, hên quá. Không phải boss. Chứ boss thì mình cũng gục luôn rồi. Đây cái đây, cái gì đây, cái gì đây. Uya, uya, ucha. Ucha, 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 ucha. Ucha, quá dữ. Lên, lên, ô ô, cái gì ghê vậy. Nó sao lần nào cũng gặp, chắc có dưa gặp có dưa không vậy. Ôi ghê thế. Má ông này, hai ông này đúng kiểu hành hành tụi nó luôn á chứ. Vô, chúng ta sẽ cái bay chúng ta xong rồi nè. Không biết còn chỗ nào nữa không, living zone. Nhưng khúc này khó quá. Gì đây, còn khúc sau nữa kìa. Ồ quá nữa hả? Nữa kìa. Để spot cái nhẹ coi. Đó. Đâu rồi, đâu rồi. Nó hai ba thằng luôn đi. Ôi một nồi hàng, một hàng boss nữa kìa. Elite boss. Đấy, công nhận level 22 có khác. Đánh kinh vãi nồi. Lên lên em, bắn đừng có sợ. Đó. What the fuck, ôi công nhận sợ thiệt, sợ thiệt. Nếu đùa. Má tụi này ghê vãi liền. Đó, phải nổ vậy mới ghê. Tụi này mất nhiều máu. Đó, lên hay quá. Team chuẩn vãi. Best team ever. Reconnect the circuit. Chúng ta sẽ lên đây cái đã. Mình nghĩ đi chắc sẽ có đưa đám nó đi ra nữa. Đúng. Má vừa mới nhắc luôn. Má công nhận mình, má mình cùng level cái nhiệm vụ mà này có vẻ như nó không có đáp ứng được cho lắm. Ê má làm gì cho tục ba dù như chết trên tường luôn tục vãi. Ok, các bạn hãy nghĩ lên lên cái là. Ồ, đừng có đi chèn ra nữa nha ba. Má mấy cái pha này mạo hiểm vãi. Đâu rồi? Cái nhiệm vụ đâu rồi? Đây đây đây, restock lại cái đã. Cho chúng ta sẽ đi nhiệm vụ cái đã. Reach the control room, đâu rồi? Đây, 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 mở cửa rồi nè. Ồ, má đẹp vãi, đẹp vãi. Má là mình có cảm hứng giống như hồi đó chơi Battlefield 4 vậy. Rồi, rồi, spot cái nhẹ nha. Con nào? No threat found. Ê, wait for rolls gì đây? Phía bên kia kìa, đi chúng ta để lại chỗ đó đã. Mình có cái linh cảm gì đó không được tốt lắm. Subway hả? Quay hả? Chúng ta có nên lại chỗ ổng ta? Tại nó bảo mình lên cái hướng chỗ ổng.
được không ta? Way for roll. Đâu rồi, ông kia đâu rồi? Nhưng mà mình có linh cảm nó không ổn. It's alive, what the fuck is alive? Cái nút nhảy nó bấm nào vậy ta? Neutralize the cleaner threat. Giờ vậy đâu, đâu thấy nào đâu ta? Nó vô rồi. À, thanh niên, mấy thanh niên chạy vòng ghê vậy. Ơi, nó vô bắt bom rồi phải. Chúng tôi bảo vệ cái đám này, đã bảo vệ cục đó hay sao ta? Không, chúng ta không cần thiết bảo vệ cục đó. Miễn là chúng ta thể trên đây được rồi. Đẹp luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ôi, thanh niên quá bá đạo, chạy lên đây đúng không mày? Chạy lên đây hả mày? Headshot. Đi ra đạn cái coi. Ông kia như bầu gì vậy ta, phải không? Ơ sao cái thằng này nhìn giống thằng Aiden trong trong Watch Dogs vậy? Nhìn giống lắm luôn. Nhìn nè, má giống vải. Giống lắm luôn, má đéo đùa, giống lắm. Giống vải luôn. Giờ mình có để ý nha, má nhìn nó giống, má giống cái thằng mà trong Watch Dogs lắm luôn á. Ok. Nữa hả? Má sao cái này càng game càng hút càng khó bạo. Khó kinh dị hợm luôn. Má, ồ nó có cái này hay vậy. Như cái đó phim các bạn phải unlock bên security wing đó. Nhưng team mình có một cái người có security wing mà hình như là Khải hay gì đó. Ồ, lên em. Quẩy gì tên đi. Đó, chuẩn luôn. Boss không là cái gì luôn. Quá hay. Thì hôm nay có cái Easter Egg Aiden hay sao ta? Classic foul. Nói chung mình vẫn đang cố gắng tìm một cái vũ khí gì đó xài ổn nhất có thể. What the fuck? Cái thanh niên kia vừa chạy ra ăn đạn chết luôn. Nice. Ủa, vỡ nồi. Có vẻ kinh dị. Ghê vậy. Má, chừng nào mới lên level 9 được hay trời. Wow, chạy chỗ ơi, má ghê quá, thanh niên kia lên rồi. Má, sao mình bắn nguyên cái băng đạn nhưng mà nó không chết ta? Căng vậy? Má lầy lắm luôn. Má gặp mình còn muốn hết đạn nữa chứ. Wow. Ôi, nó phát hiện ông kia luôn. Hay thiệt. Cái vụ này hay. Nhưng mà sao nó bắn gì sai dữ vậy? Không, mình có cách bắn, tại vì nó bắn vẫn mình bắn sai thì được, còn nó thì bắn cũng phạm vi gần thôi, không nói đâu nào. À, xuống đây em. Thì nghĩ chúng ta phải có cái gì đó đặc sắc hơn nhỉ. Đó, ba thằng hành một thằng cũng chết đi. Đó, mất ráp giá rồi kìa. Chết đi em. Má nhìn đạn mình xuống, nó xuống từ từ mà mình thấy sót vải. Mình giết được con boss là hay rồi. Đó, hay lắm luôn. Ê, trời đủ. Má, cái thùng nó nổ cái đùng, cái mình lăn đùng nó luôn, vãi thật. Má, không chết vì boss mà chết vì gì đâu không. Ê, lấy đồ boss coi. Lấy đồ coi, tại mình đang rất là cần đồ để mình có thể mặc vô và đánh, tại chứ rõ ràng rồi, cái mình khá là yếu so với những cái level như thế này. Thiết nghĩ mình nên lấy đồ càng nhiều càng tốt. Enter the elevator. Chắc là xong nhiệm vụ đó. Just stable vest, để mình lấy hết đồ kia đó. Mask gì đây, lấy hết coi.
Ok, chúng ta xong rồi nhé. Nhiều hơi khó nhưng mà làm được. Cũng như cảm ơn, rất là cảm ơn hai bạn đi chung với mình là đã giúp mình quay cái game này dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Rồi, nhưng mà thấy là cái nhiệm vụ này nó không hề dễ tí nào, mặc dù do kinh nghiệm thì vậy nhưng mà rõ ràng nó rất là khó so với kinh nghiệm nó cho. Hai bạn thấy mình lên level 8 mình còn tới mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm, trong khi nó cho mình có khoảng có 8.000 mấy à. Trong khi những nhiệm vụ khác khó hơn nó lại cho mình khoảng tới hai mấy ngàn. Nếu bạn nào đồng xong cái nhiệm vụ là xong. Ok, và cái này chúng ta xong cái hỏi khúc này rồi. Má khó vãi. Thí nghiệm lần sau nó nên đề sao chính xác hơn một tí. Rõ ràng đó các bạn. Đi coi, 8.000 kinh nghiệm vẫn chưa lên cấp, vãi nồi. Ok, xong rồi nhé. Ô đâu chỉ 9.000 mấy luôn nhé. Unlock the tech queen. Look, I don't do sentimental, but you got me out of a jam there, so thanks. I know you want more from me than just warm fuzzies for saving my sorry ass. Like getting this shithole up to par. Oh, government standard, I see. Nice to see they're still keeping the bar low enough that even roaches can walk right over it. You want quality? You go private. That's what I learned in Basra. Oh yeah. See, you can't just live on farts and good intentions. Power, water, all the bells and whistles. Not that you're the first one to try it. I hear a bunch of you people went missing when the shit hit the fan. Got some theories about that myself. My point is, when you're out there hooking up the city, poke around a bit, see what you can find out. Maybe the virus got him. Maybe the brutes got him. Maybe the city opened up its rotten core and swallowed them whole. I'd believe that. It's happened before. Fucking city got my wife. Miracle I'm still here, really. You know, they say a pessimist is a disillusioned romantic. Well, whoever said that's a fucking asshole. Go on, see what you can find out. I'll let you know which shit to hook up. Careful this fucking city doesn't eat you too. Ok, và chúng ta đã unlock được Tech Queen. Recommission mission complete, chúng ta được 550 điểm kinh nghiệm. Và nếu mà chúng ta làm nhiệm vụ Tech Queen thì chúng ta sẽ được đủ thứ để chúng ta upgrade. Chúng ta upgrade chắc cũng 20%. Ok, Control Room. Ok, giống như hồi nãy thôi. Upgrade luôn. Chúng ta còn 260. New skill. Use laptop. Để upgrade lại cái coi. Còn tới 200 mấy mà. Central healing. Increase energy bar effect. Complete a cover to increase central healing. Để coi cái nào thấy được được. Evasion action. Incoming damage is reduced by power. Cái này được nè. Upgrade này đi. Đó, chuẩn mẹ luôn. Để xem còn gì upgrade được không. Recalibration. Allow you to modify the bonus attribute of your gear. Chúng ta phải tùy chỉnh cái chỉ số của cái bộ đồ của bạn, đồ của bạn. Chuyển từ cái này sang cái khác rất là hay. Ok, got it. Để xem mình lại cái chỗ vendor mình là lấy đồ coi. Offline. Để coi có cái gì đặc sắc không. Control room. Vì hiện tại là mình vẫn chưa có đồ gì để cần phải sửa chữa cho lắm. Vendor mình đang cần lấy thưởng. Nằm đâu ta. Upgrade available. Require. Climb vendor. Không còn gì nữa hả. Sale, để coi mình bán được cái gì mình bán. Đúng rồi, để mình mặc đồ những cái hồi nãy mình vừa mới tìm được. Inventory. Weapons. Level 9, level 10. Classic Fall level 9 hả. Mình gần lên level 9 rồi, được lắm á. Nhưng mà không hiểu sao cái này giảm xuống còn có 2.000 mấy vậy ta. Cái súng mình là tới 2.500 luôn vậy. Nó sẽ càng lúc nó càng tăng hay sao ta. Hình như là vậy, mình nghĩ là vậy. ACR level 8, 2003.
Để coi còn nếu mà này mình để thì sao ta? Ê, mình lần cầm một lần hai cái súng được nè. Skill power giảm. Hầu như là vẫn không có cây gì ngon cho lắm. Theo mình thấy là vậy. Để coi cây này có nên xài không ta? Ballist thì mình giờ mình đang cũng đang xài cái này rồi. Ok. 2.500 sẽ hay hơn. Skill power lên tới 2.500 luôn. Thì nghĩa vẫn chưa thấy có cây nào mà thấy mình cần phải xài hết. Hầu như là toàn giảm skill power mình xuống không mà vậy nhỉ? Kỳ nhỉ? À không, đây có một cái level 10 hả? Bá căng gì? Má mà không mặc được. Weapon armor health tăng lên 2.600 nè. 2.500. Cái nào nó cũng tăng như nhau mà level 10 vậy. Level 9 luôn hả? Má sao tục vậy? Performance mod toàn level cao không? Đồ level cao rớt xuống level 10 tiếp. Tục vậy. Level 10 luôn. Khổ quá đi thôi. Hay nhiều lúc muốn có đồ ngon mà cũng mặc không được. Buồn thế. Có nhiều cái quần lắm nè. Ồ đây đây đây. Birth tech. Equip talent. Hiện tại mình vẫn chưa có cái này, mình phải lên tới level 15 luôn hả? Căng thế. Thế nghĩ mình đã đi tiếp. Base of operation. Rồi, mình nên đâu rồi? Ráng lên level 9 coi. Đi kiếm đồ mặc vô cho nó ngầu một tí. Hay là mình nên bán bớt ta? Bán bớt là mình có thể lụm đồ bỏ vô nhiều vô. Ok. Chắc bán bớt đi ha, level 8. Thì nghĩ mình cũng không có nhiều tiền mà 3.000 mấy. Classic Fall mình không biết mình có xài không. Level 10, bán luôn cái này. Military tăng thì mình sẽ để đó. Này cũng tăng nhưng mà level 9. Này level 10. Này tăng 2.600 rồi, mình bán cái này đi. Nhưng mà nó tăng ít quá ta. Thì mình nên bán nào ta? Arm 44. Thiết nghĩ mình nên bán cái này đi. Cái này nó có một cái. Có một cái luôn, level 9. Bán nó. Để coi găng tay này không nên bán. Không nên bán. Roll red dot style vertical root tan. Mình nên gắn vào cái súng của mình đang có rồi. À đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, súng đâu rồi. Mod, có tới hai cái súng rồi mà. Classic Fold đâu rồi. ASWR ACWR. Bắn xa hơn, chính xác hơn. Dam 276, dam 4 như mấy. Sao cái súng lục này mà gắn gì kinh vậy, dam 287. Thì mình có nên là xài cái nào ta? Level 9 đi hả? Đam 400 mấy luôn nè, kinh. Level 9, thì nghĩa mà nó mặc cái này sẽ hay hơn cái kia. Mod cái này luôn đi. Select mod. Có 5 cái mod optic luôn nè. Mod optic rồi, má cái này ngon. Level 9. Scope 12 scope, headshot QXP. Này headshot damage. Chúng ta sẽ được tổng tới 3.50% headshot damage. Optimal range headshot QSP. Thiết nghĩ mình nên cái này đi. Đó, chuẩn mẹ luôn. Skin, đâu rồi? MG Barrel. Má mình chuẩn bị sẵn hết cho level 9 hết rồi. Hip fire accuracy. Nếu mà mình nã mà không cần ngắm á, nó sẽ tăng cái độ chính xác lên. Này đi, nó giảm mình giảm cái độ giật recoil. Hiện tại mình không có cái nào mod hết. Thì mình mod tới hai cái rồi. Và hiện tại là mình chưa có mod cái này luôn, để mình mod thử luôn đi, có gì còn xài. Hay mình mới mod có một cái à. Ê, hình như mình đang xài cái này. Chết cha. Thôi kệ đi. Đi.
restock lại cái đã. Ồ, giờ có Dark Shadow nữa này. Thí nghiệm mình nên làm nhiệm vụ này đi. Chuẩn luôn. 11.450 điểm kinh nghiệm. Không biết có lên cắt nổi nhưng có phải khó, rất là khó là đằng khác. Rồi hai người kia đâu ta? Đây nó có tiêu rồi. Hay là làm nhiệm vụ này ta? Mình cũng không rõ, hình như level 14 thì nhầm rồi. Side mission level 10. Ít nhất cũng phải level 10. Cộng 38.000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ nhiều quá. Lên 16 ghê vậy. Thôi thí nghiệm mình đã làm nhiệm vụ phụ nhiều vô tí. Giờ khu này chúng ta còn mỗi cái nhiệm vụ này thôi á. Ok đi đi đi. Mấy ngày này đã làm sẵn luôn rồi. Let's go guys. Ta-da, cái này bấm nhảy sao ta? Sao tàn dân chơi mặc all black. Kì đây. Thường trong game mình không có đọc tin nhắn nhiều lắm. Ok, 14 là bạn em. Rồi, anh biết rồi. Thanh niên này cũng hay spam Black Ops á. Cho nên cũng biết luôn. Ok đi, let's go guys. Thì nghĩ mình cũng chưa làm cái nhiệm vụ kia bao giờ. Và mình đang cố gắng làm nhiệm vụ này để có thể xong cái cốt truyện. Không phải cũng hẳn là xong cốt truyện, nhưng mà để nó đi theo cái đường line nhiệm vụ chính. Thì mình cũng chưa làm nhiệm vụ này bao giờ. Và có lẽ với sự giúp sức của hai người kia, ba người kia, thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này xong nhanh. Và rõ ràng mấy nhiệm vụ này rất là khó. Và nếu mà thậm chí level 8 thì mình có thể cũng phải có tạch luôn mấy lần này mà chơi. Thì mấy hôm nay mình không có chơi cái The Division nhiều. Thì bây giờ mình đang cố gắng quay hết luôn. Quay nhiều vô để các bạn coi, up lên từ luôn. Thì giờ là mình quay Hitman nữa. Cái tập 1 của Hitman 2016 sau khi ra mắt là phiên bản ở Paris gì đó, mình có quay được, phải nghiên cứu cách chơi như thế nào để có thể đột nhập vô cái kiểu như vậy, cho nên mình không có quay The Division nhiều. Thì bây giờ mình quay thì mình cũng cố gắng mình cày cho làm sao cho đúng, gọi là cày luôn. Cái chúng ta có đủ người rồi, chúng ta cũng không cần phải kiếm thêm làm cái gì. Và mình đang cố gắng lên level 9, gần một chút xíu lên level 9 rồi. Xíu nữa là lên rồi. What the fuck? Nó nổi teleport kinh vậy? Không, mình như mấy người này làm rồi cho nên teleport dễ. Còn mình là chưa có làm cho nên chưa có teleport được. Ok, chắc lên luôn. Ok, xong lên. Hầu như mấy cái súng mà mình mua dụng dạ có giúp ở đường gì mày mái. Đi lượm thì cũng được, nhưng mà có vẻ đem bán nhiều hơn là đem lượm. Rồi, có 4 đứa hả? Ok, mấy này có vẻ trâu bò lắm á. Đâu? Dừng chơi vậy? Má level up luôn rồi nè. Ôi. Wow. Má mình còn chỗ nào đi? Để cover thông minh hơn chỗ này không ta? Má nó nổ cái mình ngồi cười luôn á. Headshot, má chuẩn quá. Thanh niên kia đâu rồi? Đó, ra đây. Từ từ để mình kiếm đồ mình mặc vô, hình như có đồ thay đổi luôn không ta? Classic Foul level 9 nè. Lấy ra để vô là đó, chuẩn luôn. Rồi chưa kể đồ level 9 nữa. Rồi. Như có găng tay. Rồi có đồ, mình thấy mình có vẻ hơi kỳ nhưng mà chúng ta cần phải làm như vậy. Để level 10 luôn hả? Còn đồ nó level 9 không ta? Check lẹ luôn. Level 10 luôn rồi. Level 10 nốt. Sidearm không có gì đặc sắc hết vậy. Ok, và chúng ta đã có một cái súng khác. Và mình đang cố gắng lượm xem có gì súng gì đặc biệt hay không. Bullet holster. Nó vẫn còn đang ra. Để mình thử cái cây này thôi.
Đù đù, có vẻ như ổn ổn hơn đó. Hiện tại mình có ngắn cái nòng ngắm của cái cây này nhưng mà có vẻ như là nó không hưởng hiệu nghiệm cho lắm. Mình cứ tưởng là nhắm bằng cái nút nào đó. Mình có cái nòng ngắm gì mình không rõ là bấm lúc nào để lên. Thì mình biết là như bấm R3 nhưng mà cây này giật quá. Quá giật luôn, quá giật luôn. Đó, lên, ù, má nó nổ rồi. Cẩn thận nha men, cẩn thận nha, boss ra rồi kìa. Ôi, sao xa thế, lên em. Ôi, what the fuck, ông nội kia tàn hình luôn rồi. Wow wow wow, chuẩn bị tinh thần nha mấy bạn. Ba, ôi à, cây súng này cũng hơi phê, có vẻ hơi phế. Mình thấy 4 với mấy đam rồi mà. Ôi, công nhận 4 với mấy đam thiệt. Bắn cũng kinh lắm nhưng mà biết cách bắn thôi. Ôi đây, kích nổ rồi đó. Đó. Để chạy ra cái chỗ này, ây da. Ôi ôi, máu. Không sao không sao, hồi máu ra kìa. Đó, lên ngay. Tại vì mình có một cái skill hồi máu nữa, lúc nào mình cũng đem theo, nhưng mà mình có xài thôi. Ôi xong rồi kìa, má, mấy anh niên này lẹ vãi. Xem có đồ gì không ta, lụm hết luôn cho rồi. Hơn mấy cái đồ này là mình, cái này, phải có gì đó. Construct a band, bad. Thường thì những nó chỉ hiện mấy cái gì màu xanh lá cây lên là mình nên lụm thôi, nên mình nghĩ là vậy. Còn nếu mà mình không nên lụm thì nó chỉ hiện màu trắng lên, bạn các bạn lụm vẫn được nhưng mà nó chỉ hiện màu trắng lên. What the fuck? Cái quái gì ghê vậy? Amin, trời ơi. Rồi đi. Ok, chúng ta hồi máu xong hết rồi. Mình nghĩ là chắc lên thì cũng còn mình nữa, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Đó đó, mình kìa. Wow, mém nữa luôn. Má chảy kìa. Bình tĩnh. Rồi đi, nghĩ nên đi được rồi đó. Lên. Hướng này nè, đó, chính xác luôn. Ê, như hơi điếu này. Mình có linh cảm thì nó không tốt cho lắm. What the fuck? Ôi, mìn. Wow, man. Ôi. Né, tiếc là mình không có xài mic chung được. Đó, hồi máu lại luôn rồi đó. Ơi, nhiều máu mất máu. Ơi, có mìn bên tay phải nữa kìa. Má, cái này nó hay vãi luôn. Xong. Ơi, 12 rồi. Đó, chuẩn. Má, mình cứ muốn cái cầm cái cây súng dài này, nhưng mà mình cứ phải... thấy các bạn như nó không đúng như mình nghĩ ra lắm. Mặc dù đam cao thiệt nhưng mà nó hơi yếu. Yếu ở chỗ là nó bắn chậm này nọ, rồi nó bắn tường viên, nhưng mà nó không gây đam trực tiếp được. Mình thấy nó cứ sao á. Nghe đây, cái đâu đây có gì đó. What the fuck. Ôi, nó chèn ra rồi. Ồ, má, mình đi ngang qua nó, mình không thấy luôn. Ôi. Ồ, mấy em nó dính thêm tập rồi nữa. Đây, nó làm gì, đặt bom mình ghê vãi, mình không để ý luôn. Bom nổ. Ôi, 600 luôn rồi, lâu cái được critical cái lên 400-500 gì đó. Đó, lên, cái này bắt đầu nó được việc được một tí rồi. Đi anh em ơi. Bên kia còn hai ba thằng nữa.
Để mình nhớ là vậy. Đúng rồi, còn kìa. Má bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Chúng ta có cái trụ sở hồi máu để mà lo gì. Bắn nhiệt tình vô, bắn nhiệt tình vô. Ui, hồi máu. Ok, chuẩn luôn. Hồi full cây luôn rồi nè. Má quá hay. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Rồi, rồi, để coi. Sao được bên đây nó nhiều lính ấy nha. Có lộn, người dân quá ta. Cái khu này mình tưởng là khu rất là nguy hiểm mà sao tụi nó vẫn cứ đứng ở đây ngoài được. Má giờ nó phát hiện thêm một cái gì nữa nè. Có vẻ không ổn. Tóm lại chúng ta vẫn nên cứ cẩn thận là ok. Cái gì quái gì? What the fuck? Thằng nó bị lắc hả? Scan thử coi. Đó đó, một nồi luôn, một nồi luôn. Má còn chỗ nào hay hơn chỗ này không ta? Ôi, vừa mới nói luôn. Mình đứng ngay một cái chỗ mà kiểu như là cái có cái bình ga này đó và nó nổ cái đùng ngay mặt luôn. Ôi, anh niên quá. Cleaner nè, hình như chúng ta chơi chơi nguyên dòng họ Cleaner luôn, chúng ta vẫn chưa thấy cái Last Man Battalion nha. Ủa, bắn rác gì? Ủa, nó nổ kinh vãi. Thì chúng ta còn khoảng hai thằng boss kìa. Lên mày. Chơi tới luôn, chơi tới luôn, chơi tới luôn. Này thì boss. Má boss chính critical damage cũng chết quá dữ, quá dữ, quá dữ. Này thì boss, này thì boss. Đó, dính liền. Ê, còn thằng nữa kìa. Đồ ông kia quá dữ. Xong lên luôn kìa. Không phải giống kiểu bây giờ level 12 với level 6. Dừng chơi vãi. Nó màn này có cả level nữa không? Lên em, lên em. Lên. Ngại gì vết bẩn. Quá dữ, ui mấy này bộ đánh bom liều sát, tự sát hay sao á. Lúc nào cũng chiếu bom trong người á. Ôi vãi vãi vãi. Ê chết mẹ, bấm nhầm nút rồi. Mẹ bom quá trời mà trong đây thùng thuốc nổ quá trời. Nổ đi. Ghê vãi. Má toàn boss không à. Elite, nói chung là quái elite á. Nói chung là vậy. Sao mình không nổ? À nãy nó không phải là cái kia. Vẫn chưa nổ sao? Spread again, bởi vì thanh niên bị kia spread rồi. Đó, chết ngay. Ù, mấy cây này bắt đầu có hơi hiệu nguy hiểm rồi đó. Đó, chết ngay 300 mấy đam. Nó đỡ hơn cái cây kia nã quá trời nã luôn mà được có 200 mấy. Find the chemical source. Chúng tôi đi tìm một cái nguồn hóa chất gì đó ở đâu đây. Thì nghĩ nó đang giấu giếm một cái thứ gì đó rất là ghê rợn. Và cái game này càng lúc nó càng làm mình khiến cho mình cảm thấy thích thú hơn khi chơi, tại vì nó chứa nhiều cái plot twist với lại nhiều cái cách tiếp cận game khá là hay. Cho nên mình đang rất là hứng thú và mình hầu như mình chơi sáng giờ luôn, mình cũng chưa nghỉ. Đù 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 đù, thấy các bạn không ổn. Xuống em, mẹ đông thế, đông quá đi thôi. Ồ, mấy người có cây súng này cũng đỡ, đỡ lắm luôn. What the fuck, mình tưởng trong cái phạm vi đó thôi chứ hả. Má làm quá gì mà một phát tới đây luôn kìa. À má có cái can xăng, trời ơi má, mà nãy mình không để ý ra. Má đạn gần hết rồi, vẫn đang cố gắng tiết kiệm. Tiết kiệm. Ồ, má sao cái này khó quá ta. Chỉ cái đầu nó bón hoài bón hụt không. Ui, what the fuck. Má đi văng sát luôn. Rồi đang đi xuống rồi đó. Má, mấy thanh niên bắn ghê quá. Hầu như mấy thanh niên này không mất máu luôn mà bắn rất là kinh. Hầu như có RPG hay gì vậy.
bắn một phát, đừng một phát nhăn tốt trên cam. Stamina mod là một cái mod thôi. Chắc mà đạn dược gì đâu đây hết rồi. Check all, lấy hết. Đâu rồi. Bắn đi, rác quá. Wow, trời má, thanh niên bắn ghê vãi. Hợp tác quá hay. Mình cũng đang cố gắng mình cày làm sao cho lên level 16 với mấy ông này luôn nè. Super 90, vãi đái. Reach the crane control. Ok. Nghĩa là có gì đó không ổn. What? Thật sự là nếu ổn thiệt, má 12 thằng. Kinh bả nồi, có boss nữa kìa. Ôi má, thiết nghĩ nên lùi lại. Má đồng thế. Má cái game này thiết kế không phải đánh để đánh solo hay sao ta. Má coi nè. Má bắn ghê quá ta. Bắn ghê quá ta. Ây da. Đúng nghĩa luôn, cái game này không phải thiết kế, không phải để đánh solo. Ôi mẹ ơi. Ôi cha. Ôi mấy thằng này bị gì ta, ngáo đá à. Nó chạy đến nó làm gì vậy? Nó chúng ta phải kiếm một cái cover. Thiệt tình là hết cover rồi sao? Ây da. Má máu gần hết luôn rồi nè. Mình hiểu sao mình còn sống nữa, dân chơi vãi. Ồ mà nó lắc rồi. Lên luôn em ơi, lên luôn. Thảy một phát vô luôn. Hay quá, dân chơi, mấy dân chơi đang sống lên. Ê, còn cái gì nó bắn nữa trời. Cái cục gì đây đó. Ồ, nó bắn nát vậy. Ồ, một đống nữa gần, what the fuck. Sao tụi này đó đông mà nó cho bò quá vậy. Đơ máu là do đó. Spot đi. Tại mình vẫn chưa thấy địch đâu hết á. Đây. Một đứa. Trong phạm vi của mình thì mình thấy một đứa, nhưng mà trong mắt mình thấy một nồi đứa luôn. Cũng là một như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau rất là nhiều. Lên em ơi, chỗ này bắn khó quá. Ủa cái mà dấu chấm than đỏ nó hiện lên là cái gì ta? Dấu chấm than trắng mà nền đỏ trong cái tên của mấy người chơi chung á. Mình cũng rõ rõ cái đó là cái gì, nhưng mà nghĩ chắc là có vấn đề gì đó. Nó chưa thấy nhiệm vụ nào khó như nhiệm vụ này. Má. Wow, cái này mà gọi lên level 12 sao? Má nhìn nó giống như... má mình thích cái cây đó là cái gì vậy? Má bắn đã quá vậy? Má công nhận triệt tiêu mấy thằng khùng cái gì á, đã vãi luôn á. Nó hình như RPG thì phải. Má kiếm đâu ra đã vậy? Đỏ luôn kìa. Vãi thật, đã quá. Bắn hết cái đám này mà không lên được level 10 mới lạ. Bắn đúng khủng luôn. Thế nhìn lên đi tiếp rồi. Má chúng ta đã trải qua rất là nhiều thứ. Má chế độ normal nó khó như chó vậy. Nó chỉ là chế độ hard. Mình cũng biết chế độ hard nó sẽ như thế nào nữa. No respawn zone. Oh what the fuck. Mà nghĩ lên xuống lại. Có nên bắn không mấy bạn? Mà để cho mấy bạn lên trước nha. Nói mấy cái này căng lắm đấy. Không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Chúng ta đi mà không có người đi chung là cực kỳ khó luôn là đằng khác. Chắc nên xuống không ta? Xuống đi.
Đó, thanh niên. Đó, chết, mát. Còn ai nữa không? Giết thằng Martinez và Secure Area. Và... Ủa, đứng tốt lần kia rồi mà. Má dân chơi khó nhằn vậy. Cái cây này nó bắn lên trời không vậy? Đâu, hai ba thằng luôn. What the fuck? Đâu ba chưa ra nhiều vậy? Lên em. Má, thiết nghĩ là mình kiếm những cây như thế này thì chúng ta làm những nhiệm vụ khó như thế này. Chứ không mà chúng ta không thể nào qua nổi luôn á. Wow. Nó lầy vậy bạn. À, ghê vậy. Wow. Má căng quá, vẫn đang tập trung vào mục tiêu. Má, sao tụi này nó đông quá vậy? Cái này mà gọi là nhiệm vụ má ha. Má solo được sao? Thế nhưng nó cũng phải nghĩ đến cái trường hợp nếu mà người chơi không có ai đi chơi chung thì nó phải cho solo chứ. Má, cái nhiệm vụ này quá khó để solo luôn á. Mặc dù chế độ còn đang ở normal á. Má, vẫn chưa nói gì tới mức độ mà kia nha. Mà nó khó vậy rồi á. Nó mấy này level mấy rồi trời. Nó không thấy mình đứng đây luôn, ghê thiệt. Má mình còn khoảng 2 viên vải đái. Ôi mẹ ơi, ghê vải. Má vẫn chưa gục. Ôi cái này hay á, cái này hay. Battle Station Hold to Revive. Đỉnh, cái này đỉnh. Má hết đạn hả trời, căng vậy. Má hai ba người gục luôn rồi, đau mà thành niên và đau. Đó Shadow đau. Ông kia vẫn chưa đau. Mình nghĩ, ây da chết cha. Khó quá vậy. Khó lắm luôn. Revive có để lâu quá. Nhưng mình đi cơ ngồi mỗi thằng Martinez à. Mình xử cũng mấy thằng kia rồi. Vậy phải lên tiếp nè. Thank you man. Ok, quá chuẩn luôn. Nó này gọi là hợp tác xã. Ủa sao đạn mình có lại nè. Nhưng mà không có nhiều. Thế nhưng chúng ta nên tìm một chỗ nào đó có đạn nhiều hơn như thế. Chỗ dính không ta? Má mày này có cả bảo vệ nữa hả? Má ghê vậy. Martinez. Má sao mấy này châu bò quá vậy? Kinh vãi nồi. Má này không phải dạng vừa đâu. Má căng thế. Má chơi này không chịu thề với lạ luôn á. Hết đạn, hết toàn tập. Phải có chỗ nào đó nồ đạn ở chứ gì. Martinez gọi hết máu rồi kìa. Hay vậy. Get to the crane control. Ok, chúng ta đã xong cái khúc này nha. Xem có đồ gì lượm được không ta. Ngon ngon tí. Symbol work. Để coi. Đi lượm đồ. Đạn. Đạn rất là nhiều. Chúng ta đi lấy đồ đi. Vẫn không có súng sao? Get to the crane control. Má, vẫn nhiệm vụ vẫn còn tiếp sao? Vãi vậy. Má, giờ đó hồi là mình 500 mấy viên đạn. Má, cái súng nhắm này có vẻ mạnh đấy chứ. Nhưng mà tùy lúc thì mình phải kiếm cái cây nào mà nó bắn mà nó không giật. Chứ mấy cây này nó giật quá mà chịu không nổi luôn. Use laptop. Abort the crane sequence. Ok. Chúng ta hủy bỏ cái quá trình của cái cần cẩu đó. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Còn gì không ta?
What the fuck? What the fuck? Nổ ảo vai. Mission complete. Cho cái súng. Inventory cho cái súng hay vãi. Level 9. Ngon vậy. Cái này gắn vô ta. Gắn vô thấy cái cây kia ta. You need a higher level to equip this. Không, chúng ta thay thế cái cây này nè. Chúng ta cây kia. Mod thì có gắn mod được cái gì không ta? Optic nói chung là không cần nữa lắm. Để coi. Không lên được. Nhưng mà nó tăng cái đam lên. Dead. Dân chơi bồn. Full place vãi. Level 10, level 1. Dân chơi vậy. À, áo còn áo nào ngon không? Level 10 tiếp nữa hả? Ok, chúng ta talk to Jessica Kendall at the base. Hey, the comparative data you secured from the train yard. I mean, those refugees, of course. Cái này mình nghĩ là chắc xong nhiệm vụ rồi đó. Xong. Chắc mình nhờ sẽ quay trở lại base cái đã. One new evidence. One of your key bits is low level compared to your current level. Mission vendor. Ok, để mình quay trở về cái khúc base cái đã. Base rồi. Ok, xong nhiệm vụ rồi nhé. Đúng rồi, nhiệm vụ này đã xong rồi. Hudson Refugee Camp xong. Vendor Layer Stash. Base. Nói chuyện với con nhỏ gì ta. Kendall. Nó cái gì, cái súng nó có nhiều loại khác nhau. Standard, Specialized, Superior và High End. Và hiện tại mình thấy màu xanh dương nghĩa là đặc biệt. Còn màu tím là rất là mạnh. Và cái màu vàng là cực kỳ mạnh luôn. High End. Cực kỳ hiện đại và cực kỳ mạnh. Nói chung mình cố gắng đang vẫn đang cố gắng để tìm một cái gì đó để có thể xài tốt để sau này còn đi đánh. Mẹ chỉ cần quá. Thời buổi lạng lạc mà. Hay. Ok, và chúng ta đang chạy vô khu này ra để chạy về Base Restoration Upgrade 620. Chúng ta mỗi cái được 20% rồi đó. Và thanh niên kia đã chạy về tới đây luôn rồi. Chúng ta còn phải một số vấn đề nữa. Thì chúng ta nên bán gì đó. Fail law at the base. Upgrade available. Cái đấy, upgrade available hả? Đâu, upgrade available đâu. Nói chuyện cái nhẹ coi. Hey there, I... Give me a second. Yes? I'm sorry, Dr. Kendall, but the sample's not producing results that... Did you run them at room temperature? You said... I said room goddamn temperature. Yeah, I'm pretty sure we're within temperature variances. You know what? I'll do it myself. Just put it down and we'll both pretend this never happened. Hard to believe you can't find good help in the middle of a pandemic, right? Anyway, the good news is we are up and running on what you've brought in so far. Dr. Ellis taking over the hospital wing was a lifesaver. Now I can focus on research. My wife always says I'm better with pathogens than with people. My ex-wife. Funny. Anyways, you just keep doing what you're doing. We are halfway to a blueprint for a vaccine, and with your help, we will get the rest. Và hình như chúng ta đã xong cái khúc này rồi. One new evidence. Để mình coi intel. Intel evidence. Virus report 2. Được cái nè. One of the things that makes a virus lethal is adaptation. Rapid mutation makes it harder for antibodies to identify and drugs to kill.
What we're seeing in the samples you pulled from the population at the train yard is the degree of genetic drift Green Poison is already experiencing, and it's significant, which means it'll be that much harder to find a vaccine.